Hello, xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay em này giới thiệu với các bác một cái mẫu mic hàng nhập khẩu của công ty Hiếu Audio. Đây là mic VA Audio hay gọi là V Audio đấy. Và đây là mặt form của nó. Cũng đây là mặt sau của chiếc mic. Đấy, có QR code đồng hành, các bác về là đưa vào tít cái là nên luôn model. Rồi, bây giờ sẽ mở ra cho các bác xem nha. Anh em nhà một đại ca rất là đẹp trai trên công ty mà unbox cho các bác xem. Đấy, mẫu này thì giá rất là bình dân thôi. Đây là sau khi mở ra thì là gồm có là đầu thu mic này, một đầu thu mic này và hai tai mic này. Cộng với đó là dây kết nối từ mic xuống vang số cục đẩy, vang số mixer hoặc là âm đi và một cục nguồn. Nguồn này là nguồn adapter, nguồn tiết kiệm năng lượng mới nhất, rất là nhẹ. Rồi, và đây là cái dây kết nối mic. Đấy. Ở đây là sẽ mở ra cho bác xem một cái tai mic. Tai mic này là V Audio, các bác nhìn luôn là V Audio. Đấy, model là SE4525 mã. Rồi. Đấy. Và đây là cái đầu thu của cái bộ mic này cho các bác xem. Có tem phiếu nhập khẩu rõ ràng đầy đủ, các bác về cứ thế là sử dụng thôi, không phải lo nghĩ gì cả. Đảm bảo các bác hàng chính hãng, hàng công ty, hàng nhập khẩu bảo hành 1 năm. Mặt mũi rất là đẹp. V Audio SE4525 mã. Mặt form rất là đẹp. Ở đây là có phiếu hướng dẫn sử dụng và kèm luôn là thông tin bảo hành ở trong nhà máy. Đó. Giá của bộ mic này rất là bình dân thôi. Các bác nào quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp nhé để em cung cấp cho các mức giá. Đa số là báo giá này toàn kiểu là gần như là mua hộ, giá rất là cạnh tranh. Đấy, giá kín luôn, không giá công khai được, giá công khai anh em đập em chết. Rồi, đấy, các bác nhìn thấy là hàng chính hãng, hàng công ty mà hàng chất lượng cao ấy, là bao giờ cũng xốp xiếc rất là đầy đủ này, xốp này rất là tốt này. Đấy. Đập không vỡ nhưng đốt nó lại cháy. Rồi, các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp nha.